Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của La Academy by Chen Phong Group. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn một cái mẹo để bạn có thể kiểm tra lịch sử hoạt động của quản trị viên trên LAC ha. Thì một số ứng dụng của nó thì bạn có thể kiểm tra là bất kỳ cái hành động nào đối với quản trị viên liên quan đến việc như là một quản trị viên đã xóa nhầm một tài khoản thành viên chẳng hạn, hoặc là một quản trị viên đã xóa nhầm một không gian wiki. Thì các cái thông tin này mình hoàn toàn có thể checking được. Vậy thì mình có thể kiểm tra ở đâu? Thì đầu tiên bạn sẽ cần phải truy cập vào giao diện LAC admin và chọn mục là tuân thủ. Ở đây sẽ có một mục là nhật ký kiểm tra ha. Sau đó thì mình sẽ chọn nhật ký quản trị viên. Tiếp theo đó thì bạn sẽ cần chọn cái loại sự kiện mà bạn cần kiểm tra. Mình lấy ví dụ là bạn cần kiểm tra liên quan đến là xóa một cái wiki, thì bạn sẽ cần phải tìm mục doc này. Bạn sẽ cần phải thay đổi thông tin không gian đám mây. Và các bạn sẽ có thể xem là ví dụ là mình tìm một cái yếu tố liên quan đến xóa không gian. Hoàn toàn bạn cũng có thể là chọn hoàn toàn những cái mục nhỏ bên trong bằng cách là chọn mục lớn này, hoặc là bạn có thể chọn luôn toàn bộ bằng cách là chọn mục lớn này. Rồi sau đó thì bạn sẽ cần tìm cái quản trị viên mà bạn muốn kiểm tra, ví dụ như là mình đang muốn kiểm tra hành động của là Academy đi. Tiếp theo đó là bạn sẽ cần phải xác định được cái thời gian, khoảng thời gian mà có thể là quản trị viên này đã thực hiện hành động này, thì mình có thể chọn từ 1 tháng 10 cho đến thời điểm hiện tại ha, và mình sẽ ấn tìm kiếm. Thì mỗi lần mà mình cần kiểm tra thông tin nhật ký quản trị viên thì mình sẽ đều cần phải nhập mã xác nhận thông qua email của bản thân ha. Rồi thì trong trường hợp là người quản trị viên này không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với wiki thì nó sẽ hiển thị là không có kết quả. Và trong trường hợp các bạn muốn tìm xem là quản trị viên có xóa tài khoản nhân sự hay không thì các bạn sẽ có thể là chọn vào mục là tổ chức này. Ở đây thì sẽ có một mục là thay đổi cơ cấu tổ chức, và bạn có thể chọn xem là thêm thành viên hoặc là xóa thành viên. Ngoài ra thì bạn có thể check thêm các cái option về chuyển dữ liệu. Thì do đó thì mọi người có thể thấy là ở đây có rất là nhiều cái hành động để mà mình có thể checking xem là một quản trị viên trong cái khoảng thời gian này thì họ đã thực hiện những cái hành động nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký để cập nhật các video về LAC mới nhất.